sao thì làm, bà đền cái đám ruộng cho tôi. Dạ, em xin lỗi chị, để em về em la ông bé. Chị thông cảm giùm em nha. Em xin lỗi chị. Nè, cái con kia, mày đi chăn trâu cái kiểu gì vậy hả? Mày chăn trâu gì mà để cho người ta qua người ta mắng đốn tao kìa, hả? Mày vô đây hôm nay tao cho mày no đầu luôn nha con, thấy chưa? Cơm đâu mày ăn á? Dạ cơm con đâu cho em ăn á mẹ. Ăn đi mày. Ăn đi mày. Đi vô con. No.
Thank you.